bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Mịch bất ngờ đưa con vào đoàn làm phim Cáp Nhị Tân 1944. Hình ảnh mới của Dương Mịch và con trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Cách đây không lâu, Dương Mịch đã chính thức tuyên bố rời khỏi công ty quản lý lâu năm là Gia Hành Thiên Hạ. Ngay sau đó, nàng tiểu hoa 85 tham gia khai máy bộ phim chính kịch Cáp Nhị Tân 1944, và diện này được đánh giá là sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch. Mới đây, hình ảnh Dương Mịch ngồi đọc kịch bản dự án phim Cáp Nhị Tân 1944 đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Trong ảnh, Dương Mịch diện một chiếc sơ mi kẻ đơn giản, mái tóc buông xõa và đội mũ lưỡi chai đen. Đặc biệt, trong đoạn ảnh mới của nàng Tiểu Hoa còn có sự xuất hiện của AHH, Thiệu Hắc, bé mèo được nhận nuôi. Có thể thấy, tình cảm của Dương Mịch và bé mèo này vô cùng tốt. Được biết, Dương Mịch đã nhận nuôi rất nhiều bé mèo trong quá trình quay phim, Thiệu Hắc cũng là một trong số đó. Cụ thể, vào năm 2019, sau khi quay Bạo Phong Nhãn, nàng Tiểu Hoa đã nhận nuôi Thiệu Hắc. Đã 4 năm trôi qua, Thiệu Hắc từ một bé mèo con trở thành một giám sát viên mụm mĩm luôn theo sát Dương Mịch. Khi vào đoàn Cáp Nhị Tân 1944, cô nàng cũng không quên đưa Thiệu Hắc theo. Có ý kiến cho rằng tình cảm của Dương Mịch và Thiệu Hắc giống như mẹ con vậy. Dương Mịch và Triệu Lộ Tư giống nhau, đều nuôi rất nhiều động vật nhỏ bị bỏ rơi. Tình cảm của Dương Mịch và Tiểu Hắc tốt lắm, cứ như mẹ con vậy đó. Ngay cả sao hạng A cũng không thoát kiếp làm con sen, Tiểu Hắc đáng yêu quá. Tiểu Hắc vào đoàn làm phim cùng mẹ kìa, mong chờ thấy hai mẹ con. Hiện bộ phim Cáp Nhị Tân 1944 do Dương Mịch đóng chính vẫn đang trong quá trình quay, khán giả vô cùng mong đợi dự án phim này của cô nàng.